Em ơi, Sao anh? em có tin vào duyên số không? Không anh. Thế em cho anh số đi, anh làm cho mình nên duyên. Oh my god! Wow! Bánh ngon ghê, ăn ngọt xong thèm đồ mặn ghê, mê mơn được đó. No quá nhưng mà thèm tráng miệng ghê. Ai gọi mày kìa, sao không nghe đi? Shipper gọi tao nhận hàng mà tao lỡ tiêu hết tiền rồi. Mày ác vừa thôi, lấy tiền tao trả đỡ đi tội người ta. Kiếm quán bún bò ăn đi anh. Để anh hỏi bạn anh. Sao không tra Google cho nhanh anh? Anh tin nó hơn. Vào xem mọi người làm việc như thế nào nào. Đây cái này. Không cái này hơn chứ. Ái chà, mọi người team quét hàng sai quá, chuyến này cuối tháng thưởng thêm mới được. Loại này ngon hơn chứ. Em muốn cốc xe L nha. Chỉ cần con chăm học, khi con đủ 18 tuổi thì nó sẽ là của con. Oh my god. Wow. 10 năm sau. Theo em thì đôi mắt có chiều sâu là như nào? Là bắt em mẹ thưa cô. Hôn em tạm biệt đi. Thôi anh đanh. Có hôn không thì bảo. Chụt chụt thương lắm nè. Mẹ tôi và các bạn. Trẻ trung, hồi xuân, đầy sức sống. Còn đây là tôi. Mệt quá, mỏi quá. Ôi lưng tôi cần được nghỉ hưu. Mọi người nhớ follow, theo dõi, ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn đã xem.